Tức là nếu như mà cái người mà khách hàng cũ của anh ấy, người ta được làm tốt thì người ta sẽ rất là vui mừng, vui vẻ và người ta sẵn sàng chia sẻ cái cảm nhận, cảm giác đấy với cái người mà đang tìm hiểu, đúng không? Còn nếu không tốt thì chắc chắn là người ta cũng sẽ chia sẻ luôn, bảo là ông đấy ông làm lởm lắm, đúng không? Đúng rồi. Xin chào anh chị các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Video ngày hôm nay thì Dương rất là vui khi mà được gặp gỡ anh Phạm Lượng, giám đốc của nội thất HA, và nội dung video thì sẽ chia sẻ với anh chị các bạn những cái thắc mắc của một số khán giả đã gửi về Nhà Đẹp Đăng Dương khi mà đã mua được nhà rồi và bước vào cái quá trình là hoàn thiện một căn nhà thì sẽ gặp phải những cái khó khăn gì. Thì hôm nay nhờ có anh Lượng đây thì sẽ giải đáp hết những thắc mắc đấy cho anh chị các bạn. Anh Lượng ạ, thì trong quá trình mà em làm việc với rất là nhiều những khách hàng ấy, họ đã mua được nhà trong các dự án hoặc là của Vinhome hoặc là của Hoàng Huy ấy, thì khi mà họ đến cái quá trình mà họ hoàn thiện cái phần nội thất bên trong ấy, họ gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn mà không có ai giải đáp cho. Thế thì trong video ngày hôm nay em hy vọng là những cái câu hỏi của những cái khán giả Nhà Đẹp Đăng Dương sẽ được anh Lượng giải đáp một cách thấu đáo. Thì đầu tiên ấy, em muốn hỏi anh một câu đấy là khi mà một người chủ nhân họ mua nhà xong rồi ấy, thì họ đi tìm cái đơn vị thiết kế thi công ở đâu, thì anh có cái gợi ý gì cho cái câu hỏi này không? Cái đơn vị thiết kế thì theo mình kinh nghiệm làm gần 10 năm nay rồi ấy, vâng, thì là mình nên chọn những cái đơn vị là sát sườn nhất, sát sườn tức là gần gũi mình nhất đấy, và uy tín nhất. Rồi tức là nhiều các đơn vị thiết kế xa như Sài Gòn này, Đà Nẵng này, thậm chí Hà Nội này, thì là nó không được sát sao đấy, sát sao như những đơn vị gần. Ví dụ như là Hải Phòng cũng rất nhiều cái đơn vị tư vấn thiết kế cũng rất là có tâm và cũng rất là nổi tiếng nữa. Đấy, tại sao mình không ưa chuộng những cái gì mà ở xung quanh ta mà lại đi tìm một cái đơn vị thiết kế mà rất là xa xôi để tìm lại một cái tiếng nói chung cũng rất là khó. Đúng rồi, vì đôi khi là chúng ta người Hải Phòng với nhau thì cái phong cách sống, cái sự gọi là phóng khoáng của chúng ta nó phù hợp với nhau hơn là người Hà Nội hay là những nơi khác về, đúng không? Ok, thế thì cái trả lời cho câu hỏi này ấy là anh chị lên tìm những cái đơn vị nội thất mà có ngay tại Hải Phòng này, đúng không? Và chúng ta sẽ có được những cái sự đồng nhất hơn về cái quan điểm về nội thất. Và em nghĩ là bây giờ tìm một đơn vị thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta có hai cách, một là sẽ qua cái sự giới thiệu của người thân, người nhà, bạn bè, đúng không? Đúng, có quan hệ trong ngành, hoặc là chúng ta sẽ tìm trên cái môi trường là internet. Đó, thì có lẽ cái câu hỏi đầu tiên như vậy là cũng khá ổn rồi. Thế thì câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi anh ấy, thì nếu mà một chủ nhà họ đã tìm được đơn vị để thi công rồi, nhưng mà bây giờ làm thế nào để họ biết được cái đơn vị đó có uy tín hay không? Đó, vì là như anh vừa nói là có rất là nhiều những đơn vị thiết kế hiện tại đó. Thì có cái cách nào để mà kiểm tra được cái sự uy tín hoặc là kiểm tra được những cái gì mà đảm bảo cho người ta cái lòng tin để người ta đến với đơn vị mình không? Thì là theo mình ấy, thì là chia sẻ với các bạn là để mà biết được cái sự uy tín cũng như là mọi thứ nó được ok không, để đánh giá một cái doanh nghiệp thì không phải là ngày 1, ngày 2 mà mình có thể là mình đánh giá được. Nhưng mà tốt nhất là mình sẽ đánh giá nên nghe, lắng nghe với những cảm nhận của những chủ đầu tư đã và đang làm đấy. Tức là bây giờ là ví dụ là khi mà một khách hàng họ đã tìm được cái đơn vị, ví dụ như anh đi, là nội thất HA đó, thì cái cách để mà họ kiểm tra cái sự uy tín thì đó là họ sẽ gặp những cái khách hàng cũ của các anh, đúng không? Nhưng mà chắc em nghĩ là những cái đơn vị như anh thì cũng sẵn sàng để mà đưa khách hàng mới tới gặp những cái người khách hàng cũ, đúng không? Và sẽ trực tiếp là xem những cái công trình đã thi công rồi và sẽ nghe cái tiếng nói của những cái người chủ nhà đấy. Mình sẽ lắng nghe như là lúc bắt đầu từ concept đấy, từ thiết kế này, xong rồi lên market tổng hợp này, xong bắt đầu là đến các hạng mục thi công hoàn thiện, xong rồi là khi một bản thân mình thôi, mình xây nhà mà mình lên nhà mới mình rất là vui. Vâng. Đấy, mình không bao giờ là mình đánh giá sai một ai cả, đúng không? Rồi. Đấy. Đúng không? Tức là nếu như mà mình làm tốt hoặc là mình làm chất lượng ấy thì sự uy tín của mình nó sẽ lan tỏa nó rất là lớn. Tức là nếu như mà cái người mà khách hàng cũ của anh ấy, người ta được làm tốt
thì người ta sẽ rất là vui mừng, vui vẻ và người ta sẵn sàng chia sẻ cái cảm nhận, cảm giác đấy với cái người mà đang tìm hiểu, đúng không? Còn nếu không tốt thì chắc chắn là người ta cũng sẽ chia sẻ luôn, bảo là ông đấy ông làm lởm lắm, đúng không? Đúng rồi. Rồi thế thì cái cách tốt nhất đấy là hãy lắng nghe chính những cái người mà đã được những cái đơn vị đó họ thiết kế, họ thi công, thì là một cách kiểm chứng, một cách bảo chứng tốt nhất. Đi sang câu hỏi thứ ba đi, thì em muốn hỏi anh Lượng ấy là từ khi mà bắt tay vào hợp tác giữa người chủ nhà với bên đơn vị thiết kế, thi công thì ấy, sẽ có những cái giai đoạn nào từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc ạ? Đấy, từ cái lúc mà làm thiết kế đến thi công ấy thì thường thường nhé, bên mình sẽ làm qua 3 giai đoạn. Vâng. Tức là giai đoạn thứ nhất là bắt đầu mình sẽ tìm hiểu cái đề bài, concept, tức là đề bài của bên chủ đầu tư. Tại vì là mỗi một người đấy, một miếng đất khác nhau, một đúng căn rồi. Nhà khác nhau, cũng như là một phong thủy khác nhau đấy, rồi là các sinh hoạt, đời sống, ngành nghề, làm việc người ta khác nhau nữa. Vâng. Thế mình phải sát sao việc đấy. Thứ hai là dựa theo cái xu thế của xã hội nữa. Xã hội này đúng không? Vì em thấy bây giờ là tràn ngập những cái phong cách tân cổ điển khắp Hải Phòng đấy. Đấy, và mình sẽ kết hợp làm sao mà đưa đến cái thống nhất nhất để mình vào việc. Vâng. Cái lên concept về thiết kế trước á. Rồi, bước 1 là lên concept này. Lên concept. Rồi. Cái 2 là mình sẽ chốt tất cả các market đấy. Đấy, tức là từ thiết kế này, thi công này, chủng loại vật liệu, cũng như là tất cả các mọi thứ. Xong rồi là bước thứ 3 mình sẽ tiến hành cứ theo market. Mình triển khai từng hạng mục một, rồi là từng giai đoạn một. Đấy, xong rồi cuối cùng là mình sẽ bàn giao là sau happy, tức là cả hai bên phải đều hạnh phúc. Ừ, rồi, đấy. Tức là đầu tiên là lên ý tưởng. Đấy, sau đấy thì là lên kế hoạch, đúng không ạ? Lên kế hoạch. Đấy, sau đấy thì là lên kế hoạch cụ thể từng bước và thi công từng hạng mục như thế nào với chủ nhà, và sau đấy là chốt. Chốt xong thì là sẽ bước vào thi công. Đó. Thi công cũng tương tự như thế. Cũng tương tự là ví dụ mình sẽ làm phần thô này. Đấy, xong mình sẽ nghiệm thu phần thô, đảm bảo các tất cả các yếu tố về thời gian, kỹ thuật, vâng, tất cả mọi thứ. Xong bắt đầu mình sẽ giai đoạn về hoàn thiện. Hoàn thiện là hoàn thiện về chủng loại vật liệu, gần như là bề mặt mình ấy, thì là nó sẽ đòi hỏi là phải có sự đồng nhất về sát sao giữa kiến trúc sư cũng như là chủ đầu tư. Vâng. Tại vì nó liên quan đến những cái gì mà như kiểu lại mình mặc vào trên người này. Đúng rồi. Tức là tất mọi thứ là ở bên ngoài mình sẽ nhận thấy đấy. Vâng. Tức là từ chăn ga, gối, đệm, mảnh, rèm, sofa, rồi tất cả mọi thứ. Thì lúc đấy giữa bên thiết kế và bên chủ đầu tư nó phải cần phải sát sao hơn. Sát sao hơn rất là nhiều. Thế thì nhân đây em cũng hỏi luôn anh một cái câu này, nó nằm ngoài kịch bản một chút. Câu này là của cá nhân em thôi, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái nội dung ngày hôm nay. Thì trong quá trình mà anh thi công ấy, anh hoàn thiện ấy, thì cái khó khăn nhất, khó khăn nào anh cảm thấy là nó lớn nhất khi mà anh thực hiện một cái công trình? Cái khó khăn nhất thì là mọi kịch bản rồi cũng như là các market mình lên nó cũng rất là đầu đuôi, nhưng mà cái khó khăn nhất là thời tiết. Vì là mình hoàn thiện vào đầu năm mọi khác, hoàn thiện về giữa năm mọi khác, và hoàn thiện về cuối năm thì mọi khác. Tại vì là thường thường hoàn thiện một căn nhà ấy, thì nó đòi hỏi là cái yếu tố về con người. Con người nhất, đặc biệt là người thợ. Vâng. Đấy, và thời tiết là nắng, bản thân mình ở Hải Phòng mình lại còn bốn mùa nữa. Đấy, đúng không? Xuân hạ thu đông. Vâng. Đấy, không thể nào mà mưa tầm gió bấc mà mình đi sơn bả rồi mình đúng đi rồi. Dán giấy rồi mình đi hoàn thiện đồ nội thất được. Và đôi đấy. Khi là sẽ chủ nhà cũng sẽ ép cái tiến độ chứ. Ép tiến độ. Đấy. Nên chung là mình sẽ phải cân đối. Cái làm sao mà mình sẽ làm tính toán cả yếu tố khách quan nữa. Vâng. Đấy, tức là ngoài thời tiết. Đấy, và mọi thứ đã tác động, ví dụ như đợt vừa rồi là mình cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề vì Covid, đúng không? Covid, à, đúng 3 rồi. Tháng, 4 tháng rồi là vật tư xây dựng nó khan hiếm, rồi con người, đường xá, giao thông, tất cả mọi thứ thì ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, đúng rồi. Cũng như là chất lượng. Nhiều khi là hàng mình hàng nhập khẩu mà mình đặt mà cấm biên rồi là cảng lại tất mọi thứ ấy, thì là nó ảnh hưởng đến tất cả những thiết bị của mình, rồi. Đèn đóm, phụ kiện rồi tất cả mọi thứ. Nó ảnh hưởng rất nhiều tiến độ. Thế thì hy vọng là qua câu hỏi này thì
Những anh chị nào mà đã, đang và sắp tới thi công nội thất thì cũng hãy dành một chút thông cảm, cảm thông cho những đơn vị đang thi công nội thất giống như là anh Lượng đây. Và quay trở lại với cái phần câu hỏi mà khán giả mà gửi về cho nhà đẹp Đăng Dương ấy, thì cái câu hỏi này em thấy là nhiều người quan tâm nhất này, đó là cái giá thành thiết kế thi công thì là nó là bao nhiêu, bởi vì ấy là các anh chị thấy rằng bây giờ nó có quá nhiều mức giá khác nhau, các anh chị như là bị gọi là bị loạn ấy, thì không biết là anh có cái chia sẻ gì về cái vấn đề này không? Cái giá thành thiết kế này thì thực ra là cái nghề của mình ấy, thì thực ra nếu các cụ người nói là làm dâu trăm họ ấy, vâng, tức là mình thì là phục vụ là chính, thế nên là giá thì cũng có rất nhiều cái mức giá từ các bạn ít kinh nghiệm, rồi là những cái đơn vị có uy tín chất lượng thì là một đơn giá thiết kế khác nhau đấy, và nó tùy thuộc vào cái khung hình, ví dụ như nhà lô, biệt thự, rồi là những cái khách sạn, vâng, thì là nó có cái khối lượng đặc thù khác nhau, vâng, ví dụ nhà lô thì nó không thể nào vượt quá là một vài trăm mét một sàn được, vâng, và khách sạn thì nó cũng phải đảm bảo được 300-400 mét một sàn trở lên, mà cũng phải đảm bảo 8-9 tầng, mình không thể là nhân đơn giá nó thường. Thì em thấy là những cái khách hàng chủ yếu của nhà đẹp Đăng Dương ấy là những người mua nhà trong dự án, và cái sản phẩm nhiều nhất ấy là những cái căn ví dụ như diện tích nó có thể là từ 75 cho đến 100 mét vuông mà xây dựng 4 tầng. Thế bây giờ em ví dụ với anh là ngay là một cái dự án ví dụ như là Vinhome đi, Vinhome Marina đi, một cái căn liền kề diện tích 75 mét vuông xây dựng 4 tầng, tổng diện tích xây dựng của nó là 260 mét. Thì liệu theo anh thì ở cái mức gọi là tương đối thì hoàn thiện hết khoảng bao tiền? Tương đối về thiết kế à? Về cả thiết kế, về cả cái phần gọi nói chung là khi sau khi nhận một căn nhà thô đúng không, thì sẽ về thiết kế nội thất bên trong này và thi công luôn nội thất, và chủ nhà chỉ việc về ở thôi. Đấy. Còn tất nhiên những cái nội thất khác, đề co khác, ví dụ như là sofa các thứ thì mình có thể tính riêng, nhưng mà ví dụ như từ phần tường rồi là những cái phần trang trí các thứ rồi phòng rồi cầu thang các thứ linh tinh ấy, thì khoảng bao tiền? Thì cái này nó cũng là rất là khó. Tại vì là mình làm theo cái market, theo cái đề bài nữa, vâng. Nhiều nhà thì là thực ra là phú quý sinh đế nghĩa. À đúng rồi. Đấy, rồi là tiện ích, vâng, trong một ngôi nhà nó khác nhau. Nhà thì là bỏ thang bộ làm thang máy. Đúng rồi. Nhiều nhà thì bỏ thang máy làm thang bộ, vâng, làm giếng rời, vâng. Thế cái suất đầu tư của mỗi một căn nhà thì nó lại khác nhau, à. Mình không thể là có một cái khung hình là 2 tỷ hay là 3 tỷ được, à. Đấy, cùng với khung nhà đấy mà đối với một chủ đầu tư khác thì có thể nó rơi tới trên 10 tỷ đi chuyện bình thường. Vâng, nhưng mà bây giờ ví dụ có những anh chị họ chỉ có xác định là họ mua về để họ hoàn thiện cơ bản để họ cho thuê thôi, họ không cần phải quá cầu kỳ, thì cái mục đích họ sử dụng rõ ràng như vậy là để việc cho thuê ngăn phòng ra để cho thuê thì khoảng bao nhiêu anh có? Đấy là đấy là mình lại quay lại cái câu hỏi thứ hai, đó là cái đề bài. À đề bài. Cái đề bài. Đề bài là mình đưa ra cái sự thống nhất là ở hay là cho thuê. Đó, đó đấy. Đúng rồi, hay đúng rồi. Đấy thì là lúc đấy là giữa hợp với cả xu thế lúc ấy mình trao đổi qua ấy. À. Đấy tức là xu thế là hiện tại ở Hải Phòng mình nó có Văn Cao này, có bên Waterfront này, đúng tất rồi. Cả mọi thứ thì căn hộ cho thuê thì mình tập trung với những khách gì? Ví dụ như khách Hàn Quốc này, hoặc là Nhật. Thì là mỗi một đề co của một cái dịch vụ khách hàng ấy thì mình có suất đầu tư khác nhau. Ừ. Ví dụ như là ở trong Vinhome Marina thì là ở bên chủ yếu là Nhật. Vâng. Nhật là nhiều. Tại vì là chuyên gia Nhật là phục vụ cho VinFast. Vâng. Ở đây thì nhiều thì là cái mức thuê ở đây thì nó rơi từ 12 cho đến 17 đô một mét vuông một căn hộ. Vâng. Đấy thì là dựa theo cái đầu ra như thế thì mình sẽ phân tích ngược lại để một đề bài là mình hoàn thiện rồi mình hoàn thiện là nó có khả thi hay không, vâng. Và khả năng phân tích tài chính là hoàn vốn đấy, hoàn vốn cũng như là cái mình đầu tư ra cũng rất nhiều là cũng phải muốn là sinh lợi nhuận cũng như vâng. Cũng như là cái nguồn thu nhập thụ động đúng không? Nói đến cái câu hỏi này ấy, thì Dương mới thấy rằng là có vẻ như là anh Lượng ấy, anh ấy chia sẻ về cái phần mà
đầu tư ấy, tư vấn đầu tư để mà cho thuê ấy, nó còn thú vị hơn cả cái phần nội thất mà cái phần chuyên môn của anh ấy. Nhưng mà thôi, có lẽ cái đấy thì Dương sẽ để dành cho một cái video sau, đúng không? Em sẽ hẹn anh vì em nghe là em biết là anh là anh chắc là anh cũng đã đầu tư như thế rồi. Đúng rồi. Em nghe là em biết. Tại vì bản thân mình là, mình cũng là hoàn thiện và cho thuê. Đó. Vâng. Bản thân là mình là thứ nhất là chủ đầu tư. Thế là mình đã cảm nhận được là đầu ra nó mình phục vụ khách hàng như nào. Vì là thường này nhá. Vì là thường mọi người hay mua về này, xong bắt đầu hoàn thiện lên này, xong bắt đầu đem đi cho thuê như kiểu là mang ra chợ bán ấy. Đúng rồi. Thì nó khác với việc là anh tính cái bài toán, tức là tính cái đích trước, xong anh mới quay ngược lại cái bài toán ban đầu là anh đi chọn sản phẩm, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì là cái lĩnh vực này cũng rất là khá mới do Hải Phòng. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình như bản thân mình là mình có nghề rồi thì mình làm cái việc đấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vâng. Nếu mà một chủ đầu tư nào mà muốn xác định là hoàn thiện mà để cho thuê ấy, thì tốt nhất là tìm một cái đơn vị chuyên cho thuê. Đấy, người ta sẽ đứng ra bao thầu là người ta sẽ nên tức là tìm nguồn khách hàng. Vâng. Cố định. Để ví dụ như là bản thân mình cũng thế thôi, ngày xưa thì mình đi thuê nhà thì luôn luôn trong tình trạng là trả rồi lại thuê. Đúng rồi. Thuê rồi lại trả. Vâng. Thì cái đấy là mình tìm cái nguồn khách hàng mà kế cận ấy thì nó rất là khó khăn, mà cái dịch vụ đi kèm chăm sóc của mình là rất là bị yếu kém. Thế là ở đây ở hiện tại ở Hải Phòng cũng rất nhiều các doanh nghiệp cũng như các đơn vị đứng ra để lo cho cái sự ổn định cho chủ đầu tư. Vâng. Để đầu tư căn hộ. Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái đấy là một dịch vụ là rất là hay. Ừ. Nên là chúng ta nên đi tìm đầu ra trước, đầu ra khi chúng ta mua đầu vào, đúng không? Rất hay, cảm ơn cái phần chia sẻ ngoài lề nhưng mà thú vị của anh. Thì có một cái câu hỏi cuối cùng là em muốn hỏi anh Lượng ấy là trước khi mà chia tay mọi người thì em muốn anh Lượng đưa ra một cái lời khuyên cho các khách hàng tương lai của anh Lượng cũng như của em. Đấy, những khách hàng mà đang chuẩn bị, họ chưa mua hoặc là họ đã mua rồi và họ chuẩn bị bước đến cái bước là hoàn thiện nhà ấy, thì anh có cái lời khuyên gì không? Theo mình ấy thì là mình đã làm nghề gần chục năm rồi. Vâng. Thì mình khuyên các chủ đầu tư, cũng là chủ đầu tư, cũng là chủ nhà tương lai. Vâng. Thì là hãy nên decor một cái đơn vị thiết kế nó chuẩn chỉ, tại vì cái chi phí của thiết kế so với một ngôi nhà mà nó rất là nhỏ nhưng mà thực ra là nó rất là hữu ích, cũng như là được nhiều hơn mất. Vâng. Nhiều nhà thì là người ta sửa chữa nhiều tại vì không có thiết kế. Và những doanh nghiệp cũng mà những đơn vị nào mà đừng ngại ngần đối với họ là giá cao. Tại vì là các cụ bảo là tiền nào của ấy, đúng không? Vâng, đúng rồi. Và tức cũng rất nhiều đơn vị chia sẻ trên mạng cũng như là Facebook cũng như Zalo, tức là thiết kế giảm 50% hoặc là miễn phí, gì đó. Thì thực ra là cái gì cũng có giá của nó. Đấy. Rồi. Mọi thứ này nó cân bằng. Vâng. Đấy. Chứ không phải là làm vì yêu nghề. Mình phải ngoài sống là mình vì yêu nghề, đúng không? Đúng rồi. Em hiểu. Ok. Thế thì hy vọng là quý vị khán giả có thể hiểu được cái lời khuyên của anh Lượng. Đấy, một lời khuyên rất là sâu sắc. Và video hôm nay thì Dương và anh Lượng cũng rất là vui khi mà được chia sẻ những kiến thức này. Còn bản thân Dương thì cũng xin cảm ơn anh Lượng đã dành thời gian cho Nhà Đọc Đăng Dương. Bây giờ thì xin chào mọi người.